Chào các bạn. Tiếp theo cái chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, Thắng ơi chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cổ phiếu mà đáng quan tâm. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Thắng ơi sẽ tiếp tục cập nhật với quý anh chị em và các bạn một cổ phiếu mà trong cái title, tức là cái tựa đề của video đã nói với quý anh chị em và các bạn, một trong những cổ phiếu hiện nay được đánh giá là có biểu đồ phân tích rất là tốt, có thể có một cái biểu đồ chạy, tốc độ giá chạy sẽ rất là nhanh trong thời gian sắp tới, hướng tới cái vùng mục tiêu là 20.000 cho 3 tháng năm 2019. Cổ phiếu chúng tôi muốn nói tới đó chính là cổ phiếu SHS. Nhiều anh chị và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao trong rất nhiều các công ty chứng khoán thì Thắng ơi lại chọn SHS làm cái cổ phiếu để giới thiệu với quý anh chị em và các bạn. Thì chúng tôi xin bắt đầu bằng với việc là cổ tức. Thưa quý anh chị em và các bạn, hiện tại thì SHS có cái giá đang giao dịch trên thị trường cách đây khoảng tầm 2-3 phiên thì chỉ giao dịch quanh ở vùng 11.4-11.5 thôi. Trong phiên ngày hôm nay thì hiện đang giao dịch ở vùng giá 12-12.1. Hiện thì doanh nghiệp này đang có kế hoạch chia cổ tức với mức 15% bằng tiền mặt, tức là 1,5 nghìn. Nếu chúng ta lấy 1,5 nghìn mà chia cho mức giá hiện tại thì chúng ta đã cũng không khó để nhận ra rằng là mức mà lợi tức trên cái chi phí vốn của chúng ta là khá cao, nằm ở cái mốc là khoảng 12%. So với lãi suất ngân hàng thì thực sự là đây là một cái thương vụ đầu tư rất là an toàn. Bên cạnh đó nữa thì anh chị và các bạn có thể xem cái biểu đồ phân tích kỹ thuật mà chúng tôi đã public trên cái tường cá nhân của Thắng ơi. Anh chị vui lòng là có thể lên Facebook để tìm là Lê Văn Thắng. Có một cái hình là hình chữ TOTV thì đó chính là Thắng, và theo dõi để có thể theo dõi tiếp những cái cập nhật tiếp theo mà Thắng sẽ đưa ra, những biểu đồ, những cái hình ảnh, những cái cổ phiếu được chia sẻ trên tường cá nhân thường xuyên trong giai đoạn sắp tới. Để tiếp theo với cái việc chia sẻ với anh chị em và các bạn lý do tại sao lại chọn cổ phiếu này mà không phải HSC, không phải SRI, không phải là VND, không phải là BSI, BVS hay là VCI mà chúng tôi lại chọn SHS, là bởi vì cái điều thứ nhất chúng ta có thể nhận ra rằng là trong cái điều kiện mà thị trường khá là xấu thời gian vừa qua, các công ty chứng khoán phần đa đều chịu những ảnh hưởng khá là tiêu cực, thì SHS vẫn duy trì và giữ được một cái phong độ khá là tốt trong cái việc hoạt động kinh doanh và trong những cái vận hành của doanh nghiệp. Năm 2018 là một trong những cái năm mà đem lại nhiều cái thành công và thắng lợi cho công ty này, với cái mức lợi nhuận sau thuế của công ty duy trì ở cái mức là 358 tỷ đồng. Với mức 358 tỷ đồng trên cái doanh thu là 1.243 tỷ đồng thì rõ ràng chúng ta không khó để nhận ra rằng là số lượng cổ phiếu đang lưu hành là khoảng 105 triệu cổ phiếu trước khi phát hành thêm. Gần đây nhất là có một cái đợt là bán ưu đãi tỷ lệ 32 giá 12.000 đồng và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 41, thì trước đó thì số lượng cổ phiếu lưu hành chỉ có 105 triệu cổ phiếu thôi, còn hiện nay thì là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 207 triệu cổ phiếu, tức là đã bao gồm cái phần bán ưu đãi và cái phần chia bằng cổ phiếu là 41. Vậy thì chúng ta hiện tại thì cũng chỉ gọi phải mua với cái mức giá bằng cái giá bán ưu đãi thôi, không hề cao hơn một chút nào. Chúng ta thấy rằng là EPS cơ bản của cổ phiếu này thì nó nằm ở cái mức là 358 tỷ mà chia cho 105 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy nó nằm ở khoảng tầm là 3 chấm mấy. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta phải chia cho cái pha loãng luôn thì là sẽ là 358 chia cho 207, tức là 358 chia cho 207 triệu cổ phiếu thì nó nằm ở khoảng tầm là 1.7. Như vậy là EPS cơ bản của cổ phiếu này là 1.7 thì chúng ta thấy được là trên KVS thì họ đang cho là 1.39, tức là họ đã cập nhật luôn cái lợi nhuận kinh doanh quý 1 năm 2019 là 59 tỷ thì giảm so với lại quý 1 năm 2018 do cái tình hình chung của thị trường. Một trong những doanh nghiệp mà có một cái kế hoạch kinh doanh khá là ấn tượng đó là SHS, thì SHS đưa ra một cái kế hoạch kinh doanh với cái lợi nhuận trước thuế là khoảng 420 tỷ cho năm 2019. Thì nếu như mà cái việc mà 420 tỷ này mà hoàn thành thì chúng ta sẽ không khó để nhận ra rằng là chúng ta sẽ chia cho 207 triệu cổ phiếu thì EPS của cổ phiếu này là khoảng trên 2.000, tức là 2.028.
thì dự, đó là cũng là cái căn cứ mà để chúng ta có thể dự báo rằng là SSS nhiều khả năng thì với mức P trên E bằng 10 là phù hợp, thì chúng ta thấy rằng là mức giá 20 trên 20 đối với cổ phiếu này là hoàn toàn hợp lý cho năm 2019. Đó là cái cách mà nhận định rất là giản đơn về cái dự báo về cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Điều đáng quan tâm hơn hết đó là chúng ta thấy được rằng là trong suốt từ năm 2013 tới bây giờ thì đây là một trong những cái doanh nghiệp mà có tốc độ tăng trưởng cực kỳ tuyệt vời luôn. Từ cái mức lợi nhuận rất là thấp của năm 2015-14 là 122 tỷ thì hiện tại là SSS đang có cái kế hoạch cho năm 2019 là 420 tỷ. Mức doanh thu của SSS thì đang có những cái việc bứt lên một cách rất là nhanh chóng. 2014 thì khoảng 399 tỷ thì năm 2019 với kế hoạch là 1291 tỷ. Doanh thu thì chúng ta thấy được rằng là đây không còn là một cái doanh nghiệp mà ngành chứng khoán mà có thể là coi thường được nữa rồi. Các công ty chứng khoán cũng đang rất là thận trọng với câu chuyện là SHS bắt đầu là có góp tên vào những cái top những cái công ty chứng khoán có doanh thu và có cái thị phần môi giới cao. SHS là một trong những doanh nghiệp mà nếu như là dân đầu tư thì chúng ta thấy được rằng là họ có những cái chính sách khá là mở. Anh chị em và các bạn muốn tìm hiểu về những chính sách mở của SHS thì vui lòng mở tài khoản tại công ty chứng khoán SHS, thì chúng ta sẽ thấy có những cái chính sách của họ cực kỳ mở, nhanh lẹ, khẩn trương và hợp lý hơn cho nhà đầu tư và tạo rất nhiều điều kiện cho những anh chị em và các bạn có cái gọi là cái sự tham gia đầu tư nhanh chóng hoặc là lướt sóng, thì đây là một trong những công ty mà rất phù hợp. Điểm nữa là chúng ta thấy được rằng là gần như là doanh nghiệp này có mức lãi khá là cao như vậy nhưng mà giá thì lại tiệm cận ở vùng giá 10, thì nó là cái nghịch lý. Thêm vào đó thì khi mà bán ưu đãi thành công trong giai đoạn trước đó với tỷ lệ 32 thì thu về cho SHS là hơn 1.000 tỷ, tức là 100 triệu cổ phiếu nhân với giá 12 thì khoảng tầm 1.200 tỷ. Đây là cái nguồn tiền khá là tuyệt vời cho giai đoạn 2019-2022 để doanh nghiệp này có thể tham gia một cái lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực trái phiếu. Cộng vào đó nữa thì có thêm một cái nguồn tiền để sử dụng cho vay margin trong thời gian tới. Hy vọng là chứng khoán của Việt Nam trong những năm tới sẽ có nhiều cái đổi thay để chúng ta nhìn thấy được cái kết quả hoạt động kinh doanh tích cực hơn cho cái doanh nghiệp này. Điểm nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ và trao đổi với anh chị em và các bạn thì trên biểu đồ kỹ thuật thì cổ phiếu này đang có một cái sự tích lũy khá là tích cực trong cái vùng giá 11.5, 11.4 và có một cái sự bứt phá nhẹ nhẹ để chuẩn bị vượt cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này. Chúng tôi đã chia sẻ cái hình ảnh trên trang tường cá nhân rồi, chúng tôi không muốn nhắc lại nữa. Anh chị muốn thì có thể vào tìm trên Facebook là Lê Văn Thắng, cái hình đại diện là TOTV để có thể theo dõi những cái chia sẻ về hình ảnh các cái cổ phiếu mà Thắng ơi thường xuyên cập nhật hàng ngày cho quý anh chị em và các bạn những chia sẻ những cơ hội tốt trong thời gian sắp tới. Một điểm nữa mà chúng ta có thể điểm qua đó là sắp tới đây thì ngành chứng khoán, anh chị lướt qua các cổ phiếu chứng khoán HSC, SSI, rồi VND, rồi chứng khoán bản Việt là VCI, thì chúng ta thấy rằng là các công ty chứng khoán đang tạo đáy. Và tiếp theo đây thì chính phủ và ủy ban chứng khoán sẽ đồng ý cho việc là phát hành chứng quyền, thì một trong những cái nguồn thu lớn từ cái việc chứng quyền của các công ty chứng khoán phát hành thêm một số cái dịch vụ liên quan tới cái việc là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái một vấn đề nữa mà chúng ta muốn tìm hiểu nữa, đó là liệu thì cái lĩnh vực trái phiếu của doanh nghiệp này đang triển khai thì có ok không. Thì vừa rồi đây thì có một cái nhân sự cao cấp mà trước đây là, tôi nhớ không nhầm thì trước đây là cán bộ của BSC thì phải, bà Trần Thị Thu Thanh. Bà Trần Thị Thu Thanh thì mùng 2 tháng 8 năm 2018 thì được bổ nhiệm phó tổng giám đốc của SSS. Không nhầm thì bà này là chuyển từ bên BSC sang, chứng khoán BSC sang, thì có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực là điều hành cái việc là kinh doanh trái phiếu. Hy vọng là cái lĩnh vực này sẽ đem lại cái gặt hái được những cái thành công nhất định cho SHS. Thì vài cái chia sẻ như vậy, hy vọng rằng là anh chị và các bạn sẽ có thể là xem xét cân nhắc cái giá mua phù hợp để gia tăng tỷ trọng tại cái công ty này để đem lại những cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới.
chúng ta hoàn toàn có thể giải ngân ở quanh cái vùng giá 11.7 tới 12 hoặc là thậm chí tới 12.5 thì đều là hoàn toàn phù hợp với cái dự kế hoạch ngắn hạn là cổ phiếu này sẽ dịch chuyển về cái vùng giá trị sổ sách là 12.980 đồng và có thể sẽ vượt lên vùng giá trị sổ sách là 14.790 đồng, tức là 15. Kế hoạch ngắn hạn trong cổ phiếu này tức là target là 15.000 và kế hoạch dài thì là target thì nằm ở khoảng 20.000 theo những cái dự báo và với cái xu hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Thì video này xin được kết thúc tại đây. Hy vọng là đây là một cái cơ hội đầu tư sẽ đem lại hữu ích cho nhất định cho quý anh chị em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn và luôn luôn hãy ấn like khi xem video cũng như là chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.